Được biết đến với tên khoa học là Saccharomyces cerevisiae, loại nhiễm sắc thể nhân tạo này được lựa chọn trong số 16 nhiễm sắc thể có trong men bia. Theo các nhà khoa học, họ đã tiến hành biến đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể nấm men. Để cho các nhiễm sắc thể sao chép tự nhiên, các nhà khoa học đã loại bỏ những gen không mong muốn, sau đó cấy ghép nhiễm sắc thể này vào tế bào men sống. Đây là lần đầu tiên việc cấy ghép này được thực hiện trên một sinh vật là nấm men. Vật thể sống này ở một phương diện nào đó cũng có tổ chức cấu trúc nhiễm sắc thể tương đồng với con người. Sự thành công trong việc tạo ra những nhiễm sắc thể nhân tạo này có ý nghĩa to lớn trong việc sản xuất những loại thuốc quý hiếm như thuốc chữa bệnh sốt rét và một số loại vaccine bao gồm cả viêm gan B. Thêm vào đó, loại men tổng hợp này cũng là một loại nguyên liệu sinh học hiệu quả để sản xuất rượu và một số loại nhiên liệu xanh như dầu diesel sinh học. Nấm men được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Việc sản xuất vaccine viêm gan B hay là thuốc chống sốt rét cũng dựa trên nguyên lý này. Thêm vào đó là cả dầu diesel sinh học nữa. Vi khuẩn và ADN nhân tạo đã có từ rất lâu, nhưng Bowler là người đầu tiên nghiên cứu thành công tổng hợp nhiễm sắc thể điển hình ở nấm men, giống như tế bào của con người. Thành tựu này thực sự sẽ mở ra những hướng mới trong ngành sinh học để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của con người.